Hello, hôm nay em có một số cây xoài thái ngọt và xoài cầu vồng maha cho nước tán nhánh rất là đẹp. Đây là xoài thái ngọt nha. Khi mà ăn nó còn xanh á thì nó giòn và nó ngọt, nhưng mà cũng phải đợi nó già nha. Nếu như mà mình ăn non á thì nó cũng có vị chua nha. Đây, xoài thái ngọt keo Savoy và Palm Camille. Em có hai loại ha. Cây còn trong chậu 3 galon, cây ghép khỏe, xanh đẹp. Và đây là xoài cầu vồng Mahachanob. Cây này thì tán nhánh to hơn, đẹp, nhiều nhánh. Nếu như mà anh chị cô chú thích ăn xoài thái ngọt nè, và cái loại này chỉ để ăn chín thôi, chứ nếu mà nó sống thì nó cực kỳ là chua luôn. Nếu anh chị thích cây nhỏ thì alo cho em nha. Thank you.